Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Vâng, Hưởng Đan vừa vô địch giải cơm gia đình thì phải. Vâng, chức vô địch thứ 3 đến từ Văn Hưởng ở giải cơm gia đình rồi. Đây là bãi quả đầu đấy, thủ chim sẻ. Trận này đang chưa có voi hiêu, rừng già đã có một bãi quả đầu 1, 3, 4, 5, 6 và mình nghĩ là có 7 cây đấy. Ờ, 6 cây kìa. Quả đầu 6 cây dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này, một bầy hiêu dành cho em. Bãi quả đầu 6, một bầy hiêu ở cạnh cánh rừng già, khép góc 6 giờ, thêm cái rừng thông nữa, nhà khung luôn, kín luôn. Và hy vọng đồ ăn sẽ tươi tươi một chút để chim sẻ nắng có thể chơi được với thủ ông anh trong trận đấu này. Khi mà đây là một bài đấu mà gỗ đầu đang là hơi xa, không thấy hiêu sớm, không thấy voi nên chúng ta phải đóng BG để ăn quả rồi. Và chào tất cả anh em đang xem nha. Lâu mọi người, chúng ta đang dẫn trước game thủ ông anh, may mắn dẫn trước ông anh với tỷ số là 4-1 trong buổi tối game này. Và chúng ta chỉ cần một chiến thắng nữa để góp mặt trong trận bán kết 1. Và đối thủ sẽ nếu như vượt qua được ông anh ở trong trận bán kết 1 sẽ là game thủ Tiểu Dương Chua đến từ cộng đồng AI Trung Quốc. Đây là một bài đấu mà game thủ chim sẻ đang có một bầy hiêu, một đôi voi ở trong trận đấu này rồi. Và sẽ câu voi về trước đến từ game thủ chim sẻ. Bầy hiêu thì chúng ta có thể lùa về hoặc là có thể đóng chip bet nhân đôi, ăn cả hiêu và cả gỗ ở trong trận đấu này nữa anh em ơi. Rồi con voi tiếp theo đưa về đây, xin lỗi, con voi đầu tiên được chim sẻ nắng đưa về ở trận đấu này. May mắn anh em ơi, may mắn dẫn trước 4-1 thôi. Và vừa rồi ông anh có một trận đấu mà đánh kiểu 2-3 dân dân Nga one shot chim sẻ nắng luôn. Và trận đấu này thì ông anh sẽ múa cái bài gì đây? Chúng ta cần một bãi quả nữa để có thể em lời tốt với bài đấu này của chim sẻ rừng thì ok rồi. Với một cánh rừng thông và một cánh rừng già như thế này, S đầu được thiết kế luôn để người thủ chim sẻ bây giờ sẽ là con voi thứ hai ở trong trận đấu này. Chúng ta cần thêm một bãi quả nữa anh em ơi, rất cần một bãi quả. Đây con voi tiếp theo, con voi thứ hai được game thủ chim sẻ đang đưa về trong trận đấu này. Đưa con voi này về thôi. Vâng, thêm 7 hiêu bên ngoài như vậy là về cơ bản đã đủ đồ với 2 hiêu 2 voi dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và vẫn như thường lệ thì xin phép anh em dành những phút cho quảng cáo ở đầu trận đấu ạ. Trà xuân năm mới, dai gan, giải độc gan, sống ăn lành chỉ khai chương trình khuyến mại, giảm giá 22% từ sản phẩm, giá niêm yết 290k nay chỉ còn 229k. Đặc biệt, dai gan còn chiên khách hàng tặng kèm bộ phong bao lì xì độc đáo nằm trong bộ sưu tập xuân đông đầy. Chương trình sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 1 năm 2022 và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng. Liên hệ hotline 1900 9058 hoặc truy cập website igomore.vn để đặt hàng nhận ngàn ưu đãi cùng Igomore. Ok, và ta cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Như vậy là đang có một chiếc bet nhân đôi để ăn cả hiêu cả gỗ đến từ game thủ chim sẻ và có bãi quả phụ trong trận đấu này rồi. Một bài đấu ổn với đồ ăn, chúng ta cũng có đôi voi đưa về cho chính cho mình. Bài đấy sẽ mình nghĩ là sẽ đánh bài 26 dân đến từ game thủ chim sẻ. Không chỉ có 3 dân ở trong nhà chính, như vậy là 25 dân rồi, 25 dân cộng 1. Trong trận đấu này lúa nó còn hiêu kia về. BBM sẽ bo từ cánh rừng này được không? Để có cái vị trí đóng ép bên trong ở cánh rừng dài hay không? Dường như là không có anh em ạ. Thêm một bãi quả phụ nữa thì chim sẻ không phải ăn bầy hiêu bên kia, mà Hồng Anh lại 23 dân chết 1. 24 dân trừ 1 đến đối thủ Hồng Anh sẽ kích đời ở 7 phút 2x. Với bài 25 dân kích rồi, 7 phút 28 trong trận đấu này. Một bài đánh ít dân đến đối thủ Hồng Anh và khả năng Hồng Anh đi ra Nga là rất cao. Vẫn là một cái bài đấu của Hồng Anh. Chúng ta đã theo dõi Hồng Anh thi đấu cái bài đấu này rất là nhiều. Nhưng để khắc chế được cái bài đấu sớm và kiểu rát đến đối thủ Hồng Anh như thế này rất là khó. Sẽ đánh 25 dân, lên đời sẽ cộng 1 dân. Bây giờ sẽ là BBM ở mặt này kín luôn. Bài kín nhà để đối thủ chim sẻ nắng. Thêm một con hiệu cuối cùng dành cho em. BA sẽ đóng ở cạnh với khu vực chiếc bét thứ hai để kê cả bãi quả bên ngoài này và một bãi gỗ đấy từ đối thủ chim sẻ. Cái cánh rừng dừa này, xin lỗi, cái rừng thông này nó là hơi mỏng nên là sẽ bị đối phương bắn vào. Và chúng ta sẽ bo nhà cứng ở đây, BBM giật dân lại thôi. Bên kia dò 17% bản đồ như chim sẻ nắng luôn. Để gom dân chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Đây là BA, đây là BM cộng 1 dân. Bài đấu sẽ kích 9. Bài 25 dân cộng 1 của Seng thì auto phải kích 9 thôi. Kích sang đầu 10 là hơi mệt. Và 9 phút 54 đến từ chim sẻ nắng với 26 dân. Có vị trí nào đóng thêm cái S nữa ăn gỗ không nhỉ? Cái S ăn gỗ này nó là hơi mệt mỏi. Rồi nâng chặt gỗ em ơi. Nâng chặt gỗ luôn. Ra ruộng. Vé ruộng trong nhà.
Vâng, thêm một chiếc ruộng nữa ở đây để kín con dân đạo một, vậy e sẽ không bị loạn dân, dân nó không chạy linh tinh. Đó thì chúng ta có thể ấn phím một cách là có về luôn khoanh ruộng và con nông dân đứng im đó thôi. Như vậy chiếc BS thứ ba ở bên ngoài sẽ nhận sự bảo kê bởi nhà BA của mình đến từ cái BS này dành cho chim sẻ nắng. Em đóng thêm một chiếc nhà BS nữa ở đây. Ok, 3S khai thác gỗ. Và điểm số của game thủ chim sẻ đang khá cao so với Hồng Anh. Không anh ơi, em đang ngồi ở nhà, đang bình luận online ạ. Vì tình hình dịch bệnh cuối năm này nó đang căng thẳng quá, anh em game thủ quyết định là thi đấu online. Và bình luận viên cũng bình luận online luôn. Thêm một vài chiếc nhà BE để kín mặt sắp mẹ bản đồ từ 3 giờ vào. Bạn này có con vực này. Ảo nhờ. Hai e kín luôn, nâng máy xe. Đỏ đấy. BA thứ 3. Vâng, trận này sẽ có lên đời sớm hơn game thủ Hồng Anh. Có bài Hồng Anh đánh 24-1. Hồng Anh định làm cái bài gì đây? Vâng, cái bài đấu mà Hồng Anh chết dân như thế này thì liệu rằng Hồng Anh có thể dãy được với game thủ chim sẻ nắng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ. Và làm bị nhè hình một chút. Bạn này chúng ta có thể đánh 4A thủ thôi. Chúng ta lên đời sớm hơn đội bạn, lên công nghệ sớm, gỗ 2, gỗ ủng các kiểu, xong dân vé ruộng đều về. 4A nâng công nghệ sớm anh em ơi. 4A thủ. Và đội bạn lên muộn hơn chúng ta. Nhà kín. Và thêm chiếc nhà bè nữa, 4A vắt đều tân đầu. Xong dân đều. Vâng, vẽ nhiều ruộng lên đợi lực nâng gỗ 2. Những chiếc ruộng ở chờ khu vực BG là những ruộng chỉ cánh nửa bóng nhà BE thôi. Rất là đẹp mắt. Còn ở nhà chính thì tất nhiên là cái cách một bóng BE để tránh bị tắc dân. Vâng, chốt một vài chiếc nhà BE ở đây để tránh bị móc máy. Thơm đầu tiên đã có bắt đẩy đi luôn. Mục tiêu của chim sẻ nắng đó là góc 3 giờ. Vâng, Hồng Anh lên đời rất muộn. Vâng, đây nhà BA đến từ cái thủ Hồng Anh, một bài 4A thì Hồng Anh ở trận đấu này và sẽ đang muốn ăn cung R đầu tiên của Hồng Anh. Đang điều R cho cái thủ và chưa ai chết được cung R nào, lùi thôi. Đợi tân 2, đấy, bình tĩnh. Rồi đâu sẽ có đó hết. Vâng, đối phương ở đúng mặt mà chúng ta mong muốn, đó là mặt 3 giờ. Vâng, timeline đang số là 43 đến thủ chim sẻ và đang công thẳng vào mặt nhà BA, cái thủ Hồng Anh tát vỗ mặt luôn. Đánh kiểu vỗ mặt luôn, là một dân. Vâng, thêm vài chiếc BE rộng rộng ở giữa bản đồ này để cho đối phương không có chỗ móc máy vào sau cánh rừng. Đến từ cái thủ chim sẻ 48-52 và đây là một trong những trận đấu mà để cho chim sẻ nắng có thể kết thúc Hồng Anh rồi. Vâng, cái thủ đang điều rồi. Lượng quân Hồng Anh đang có là khá đông nhưng về thế dàn quân thì cũng chỉ là cân theo nhau và sẽ ăn được một cung R Hồng Anh. Ngay lập tức thì Hồng Anh đòi lại một cung R của mình. Vâng, tham lai được số là 52. Lùi lại một nhịp và mình nghĩ là nên nâng gỗ hai sớm đến từ game thủ chim sẻ với bài 4A như thế này. Chúng ta cũng không quá vội vàng để công nhà đội bạn. Về thế phát triển tất nhiên chúng ta sẽ hơn đối phương. Chúng ta lên đời sớm hơn, dân sẽ sắp ra được nhiều hơn so với thủ Hồng Anh. Đánh một dân đào vàng đến chim sẻ nâng gỗ 2. Không phải gì phải vội vàng với bài đấu này cả, nhưng mà cứ từ từ thôi. Và lên đời sớm hơn, dân nhiều hơn, cứ từ từ. Rồi đâu sẽ có đó hết. Thêm một cung R nữa và sắp thêm dân đến từ game thủ chim sẻ. Chờ lên gỗ 2 thì đấu cũng được. Hôm nay đang có tân tiếp theo. Bài mà anh cũng đang còn bền lực và đương nhiên là mình sẽ sóc đều những nhà BA của mình rồi. Timeline của sẻ đã lên con số 58-68, tăng thêm một dân nữa đào vàng. Nhanh chóng để có thể cơ cấu thêm một chiếc nhà BC. Rồi lên cái đầu máu cho cung đầu mình. Thì nó mắc binh công nghệ chúng ta đấu cũng chưa muộn. Đứng sau rừng tỉa vào bãi gỗ này thủ Hồng Anh thôi. Đây cung đầu thủ Hồng Anh đây. Rồi lùi nào. Gỗ 2 đã lên sau. Rồi với vào bắn luôn. Ra đây. Bạn ra đây rồi, ôi bình tĩnh thôi, 5A. Thêm một vài chiếc nhà BE nữa để tránh nguyên thủ Hồng Anh đi móc được không. Còn vài một dãy BE nữa là kín rồi, còn Hồng Anh đã tuồn cung R vào trong rồi. Rất nhanh đến thủ Hồng Anh. Đã biết rằng Hồng Anh sẽ có những gì muốn đi móc, sẽ biết điều này. Nhưng chưa kịp chốt hết E thì nguyên thủ Hồng Anh đã có tuồn cung R vào rồi. Hồng Anh đang ốp lên nhà BE của thủ chim sẻ. Timeline đang ở số là 68-76, hình như là cánh rừng mặt 9 giờ hở hay sao kìa. Rồi bắn nốt được cung R móc máy này, chỉ có 3 cung R thủ Hồng Anh móc vào đây thôi. Rồi bắt hết luôn, nhưng Hồng Anh chưa kịp lao vào. Để bắt hết cung R Hồng Anh rồi. Tham lại 70 cho thủ chim sẻ. Bắt được hết toàn bộ tân quân đi móc của thủ Hồng Anh trong đúng vừa rồi. Giờ tăng thêm dân đào vàng và đóng BC thôi. 5A. Đằng đào vàng đấy, quên à. 44 dân đi chim sẻ, Hồng Anh là 38 dân. Như vậy là chúng ta đang hơn Hồng Anh tầm 7 dân rồi. Timeline là 76 đến từ game thủ chim sẻ và tiếp tục dồn quân lên mặt nhà BA của game thủ Hồng Anh. Và bò thêm một vài chiếc BE nữa ở đây, căng đến nhà BA luôn. Nếu như Hồng Anh đi công thì chúng ta có thể phát hiện luôn và đưa quân của Hồng Anh ra mặt nhà BA của mình. Lúc đó thì chúng ta sẽ có sự bảo kê những bãi gỗ bởi nhà BA. Hồng Anh đang có tên đi móc từ 9 giờ vào nhưng vẫn phải đục E của game thủ chim sẻ.
Tham Lai đang ở số là 77 và đang ốp được nhà bè game thủ Hồng Anh khi Hồng Anh đưa một tân quân vào mặt 9 giờ. Và Tham Lai 80 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Một tân nữa nở ra để đỡ tân đi móc của game thủ Hồng Anh. BC. Một tân quân nở ra đỡ tân đi móc của Hồng Anh. Ok rồi. Giờ bắt tân quân này của đối phương là ổn và ốp BA đội bạn chuẩn bị đốt được một BA game thủ Hồng Anh. Nâng đầu máu luôn. Rất là khỏe cho game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. BA của anh đang bị tràn xuống dưới dốc khi mà sẻ đã đốt được một nhà BA của game thủ Hồng Anh. Tham Lai 86 thì game thủ chim sẻ tiếp tục dồn quân lên đứng áp lực ở mặt nhà BA game thủ Hồng Anh thôi. Mặt kia thì Hồng Anh không thể móc được, chúng ta có quân đứng kê và ta đã có những tình huống bo bế đến từ game thủ chim sẻ nắng để kín luôn. Và đây đứng ở trên mặt này Hồng Anh không có thế dàn quân bởi vì những nhà BA game thủ Hồng Anh đã chiếm hết đó chính là mặt dốc ở khu vực này rồi. Tham Lai chim sẻ là 92 bắt đầu bung nhà chính ra để có thể khai gỗ nhiều hơn. Nhưng mà BC đã có Hồng Anh đang ở dưới dốc và đấu quân với game thủ chim sẻ khi mà tấn công mới Hồng Anh vừa mới nổi ra. Tiếp tục những con cừu tiếp theo dồn lên. Hồng Anh sắp không thở được nữa rồi đấy. 88 là Tham Lai hiện tại đây game thủ chim sẻ lợi thế quá lớn. Khi đang tràn được nhà BA game thủ Hồng Anh như thế này thế dàn quân đẹp hơn. Chúng ta lại có một tình huống đứng quân trên dốc để đối đầu với game thủ Hồng Anh. Cứ đốt A dần dần thôi. Không quá vội vàng với game thủ chim sẻ. Thường tầm này như nếu như là những thủ ngoài thì chắc là vội lắm rồi, nhà báo việc kiểu kiểu vậy, dồn lên sổ vào đánh kiểu bằng chết thôi. Đánh tầm này thì chúng ta cứ bình thường, lợi thế chúng ta đang có. Đối phương vẫn sẽ cảm thấy là còn cửa khi đang tách được cung ngờ đi vào góc nhà những thủ chim sẻ. Vẫn có cung ngờ đấu cửa bên chim sẻ nhưng mà anh biết là hết cửa rồi và tỷ số ấn định là 5-1 dành cho chim sẻ nắng ở trong cuộc đối đầu này. Chính thức có mặt ở trong vòng thi đấu đó chính là bán kết của giải đấu AOE Việt Trung 2022. 5-1 là tỷ số của dành cho game thủ chim sẻ nắng khi đối đầu với game thủ Hồng Anh. Một trận đánh đơn giản đến từ chim sẻ, không gặp quá nhiều những cái khó khăn. Chỉ duy nhất có một trận gặp khó khăn khi Hồng Anh đánh bại 23 dân Dương Nga khiến cho chim sẻ nắng gặp khó thôi. Còn đến trận đấu này thì quá khó thì Hồng Anh rồi. Và 5-1 dành cho chim sẻ nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin gửi chào đến 40.000 anh em đang xem. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với lượt trận tiếp theo, trận bán kết 3 giữa game thủ chim sẻ nắng và giữa game thủ Tiểu Thế Ngư và game thủ Chip Boy ngay sau đây.